Ngày 15 tháng 5, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip cướp giật điện thoại hụt xảy ra trên đường Hoàng Ngọc Hầu, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Điều khiến cộng đồng mạng bất bình là sau khi thực hiện không thành công vụ cướp giật, kẻ cướp chạy xe máy rời đi với thái độ ngạo nghễ. Nạn nhân là anh LTB, sinh năm 1987, ngụ quận Tân Phú kể lại, sáng 12 tháng 5, anh chạy xe đến đường Hoàng Ngọc Hầu, quận Tân Phú để trước khách. Trong lúc chờ khách đến, anh xuống xe lên vỉa hè đứng lấy điện thoại ra xem. Lúc này, một thanh niên chờ tới giật điện thoại nhưng anh đã giật lại được. Sau khi thực hiện không thành, kẻ cướp giật chậm rãi chạy xe máy rời đi và quay lại nhìn anh B với thái độ ngạo mạn. Toàn bộ vụ việc được camera người dân ghi lại và đăng lên mạng xã hội để cảnh báo mọi người cẩn thận khi sử dụng điện thoại trên đường.